Trước đó vào chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã làm việc với tổ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các đơn vị địa phương liên quan kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm nay. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp đầu tháng 3 2024, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã rà soát và thống nhất đề xuất đấu giá 49 khu đất, trong đó 18 khu đất do tỉnh thực hiện và 31 khu đất cấp huyện thực hiện. Đối với các khu đất tỉnh đấu giá, có 13 trên 18 khu đã trình hoặc đang hoàn chỉnh phương án đấu giá để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. 5 khu còn lại thiếu chưa có thông tin về tổng mức đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500. Về hoạt động của tổ công tác đấu giá đất của tỉnh, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập, đã có 13 trên 20 đơn vị cử thành viên tham gia. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường hoàn thiện kế hoạch đấu giá đất năm 2024, hoàn chỉnh danh sách thành viên và quy chế hoạt động của tổ công tác đấu giá đất để Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành thực hiện. Các khu đất chưa đủ điều kiện về tổng mức đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng có tài sản trên đất, các sở ngành phối hợp với nhau hoàn tất thủ tục để đưa ra đấu giá thuận lợi.